Sáng nhanh súp bờ vóc anh em nhá. Oppo, Oppo bây giờ dạo này bán chậm lắm, chán lắm anh em ơi. Đây này, Oppo A79 ngon chất như thế này. Nhưng mà cũng cứ để đây mà test sạc thôi. Tuy nhiên thì mình cũng vẫn bán cả máy và bán cả sạc nhá. Bởi vì anh em cũng biết thừa là bên mình bán thì chỉ có bán máy không, không tặng phụ kiện, cho nên là anh em nào cần sạc thì vẫn phải mua thêm. Dĩ nhiên là sạc của bên mình anh em ạ. Sạc của bên mình cũng là toàn sạc chất. Đây ví dụ như là sạc 80W này chất, nó tới 200 cành thì làm sao mà tặng kèm được anh em. Chính vì vậy là anh em muốn mua Oppo A79 thì mua, và muốn mua sạc thì mua nhá. Và muốn mua máy không thì mua, muốn mua kèm sạc thì mua. Đấy mình nói rõ để anh em biết để mà mua cho dễ. Thì Oppo A79 ở đây là mình còn là màu bạc tím. Máy này là máy qua sử dụng rồi, máy cũ. Ở đây là mình không bao giờ bán máy mới, chỉ bán máy cũ, nhưng mà anh em thấy nè, nó gần như mới này. Đấy, nó gần như mới anh em nhé. Nó chính hãng của Oppo và sử dụng được hai sim, nó là bản 5G, rất ngon. Và có tên gọi là Oppo A79. RAM của em này là 8 cộng 4 và có bộ nhớ là 256GB, pin trâu lên đến 5000, màn hình to 6,72 inch, rất ok. Nguyên bản và bảo hành cho bạn là 6 tháng, lưu ý là chỉ có máy không, không tặng phụ kiện, không bao ship nhá. Còn về bộ sạc Super Vox 80W đây này, thì anh em nào muốn mua kèm máy thì mua. Anh em có máy sử dụng rồi, anh em không muốn mua máy, anh em chỉ mua mỗi bộ sạc thì anh em cũng có thể mua. Bộ sạc là bao gồm cụ và cáp, mình bán giá có 200 thôi nhá. Đấy, anh em cần đặt hàng phụ kiện hay anh em cần đặt hàng máy, anh em chỉ cần là follow theo dõi mình, team like, chia sẻ, để lại bình luận để ủng hộ cho kênh. Khi nào thấy ưng ý cái nào đó thì anh em đặt hàng. Và đừng quên là vào hồ sơ để tham khảo thêm ở Dù Tú Bé rồi đặt hàng cho yên tâm nhá.